nhiều nơi treo cờ rủ sớm tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 22 tháng 7, dù chưa tới ngày quốc tang, nhưng nhiều nơi tại Hà Nội và cả thành phố Hồ Chí Minh đã treo cờ rủ để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều địa phương, từ cơ quan đoàn thể cho đến các khu dân cư của thủ đô Hà Nội đã treo cờ rủ để bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của vị lãnh đạo kiệt xuất. Theo thông tấn xã Việt Nam, lá cờ rủ thắt băng đen tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được treo tại trụ sở chính Trung tâm Thông tấn Quốc gia từ ngày 21 tháng 7 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Lá cờ được buộc giải băng đen để tưởng nhớ Tổng bí thư đáng kính. Tại trụ sở tạp chí Cộng sản, lá cờ đảng, cờ tổ quốc gắn giải băng đen để tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là nơi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có gần 30 năm công tác gắn bó, từ tháng 12 năm 1967 đến tháng 8 năm 1996, tại ngã tư Hàng Bài, Tràng Tiền, Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàng Kiếm. Phát bộ phim tài liệu về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trên màn hình lớn để người dân theo dõi. Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza trên phố Hàng Bài, quận Hoàng Kiếm đã treo cờ rủ trước lối vào. Trụ sở Ủy ban đoàn kết công giáo treo cờ rủ tại cổng ra vào cờ rủ treo trước tòa soạn báo tuổi trẻ thủ đô trên phố Lý Thường Kỳ, quận Hoàng Kiếm. Trụ sở Bộ Tài chính trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm cũng đã thực hiện treo cờ rủ. Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, phường Hàng Đào, quận Hoàng Kiếm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với hai giải băng đen gắn trên cờ đảng và cờ tổ quốc, đã được treo trang trọng trên tầng 3. Nhiều cơ sở kinh doanh đã bày bán cờ cùng giải băng đen, phục vụ người dân treo và tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trường Trung học Cơ sở Mai Dịch quận Cầu Giấy treo cờ rủ để tỏ lòng thành kính đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Linh cửu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7. Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nhà tăng lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai ngày quốc tang, các cơ quan công sở nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đảng viên mẫu mực Biết tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đảng viên, nhân dân ở khắp mọi miền đất nước đều bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, đồng thời khẳng định tấm gương mẫu mực của đồng chí Tổng bí thư sẽ giúp củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng. Ghi nhận từ báo tin tức, ông Phan Anh Tuấn, nguyên tổng biên tập báo Cà Mau ngụ phường 8 thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau xúc động bày tỏ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là nỗi đau mất mát to lớn của đảng ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảng ta và đất nước ngày càng vững mạnh, vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Nhân dân ta đang thực sự hạnh phúc và tự hào về những đổi mới mà đảng, nhà nước ta đang thực hiện. Tư tưởng, quan điểm sâu sắc về xây dựng đảng, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ tổ quốc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn là kim chỉ nam cho hành động của đảng, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong cả nước. Theo ông Phan Anh Tuấn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện sự trong sáng mẫu mực của người đảng viên, xứng đáng là tấm gương để cán bộ đảng viên học tập noi theo, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư khởi xướng trong thời gian qua, đã đạt được nhiều kết quả, không có vùng cấm, không có thiên vị một ai nhờ chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí nên phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương trong sạch vững mạnh củng cố được niềm tin trong cán bộ đảng viên nhân dân cả nước chính vì vậy người dân luôn tin tưởng quý trọng phong cách lãnh đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng ông phan anh tuấn khẳng định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng phát huy tốt tinh thần đoàn kết truyền thông cách mạng tuyên truyền giáo dục động viên con cháu và thế hệ trẻ học tập tấm gương của tổng bí thư nguyễn phú trọng để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đất nước đổi mới hội nhập trong quá trình công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm, dành tình cảm với Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Từ khi giữ chức Chủ tịch Quốc hội, sau đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã ba lần về thăm Đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Nhớ lại thời điểm tháng 9 năm 2011, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm làm việc tại một huyện vùng cao biên giới Mường Lát tỉnh Thanh Hóa, ông Triệu Minh Siết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát không khỏi xúc động chia sẻ: Thời điểm đó, ông đang là trưởng phòng dân tộc Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, được cùng đoàn công tác của huyện tỉnh Tháp Tùng Tổng Bí Thư đến thăm. Tìm hiểu tình hình thực tế việc thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân tại xã Trung Lý, xã Mường Chanh, những xã khó khăn nhất ở huyện. Ấn tượng không thể phai mờ của cá nhân ông Triệu Minh Siết nói riêng và cán bộ bà con nhân dân huyện Mường Lát chính là sự gần gũi, thân tình của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư đã không quản ngại xa xôi vất vả đến với huyện khó khăn nhất cả nước. Tại đây, Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của bà con xã Mường Chanh, xã Trung Lý, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thực hiện định canh định cư, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người truyền lữ cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sinh thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm, tình yêu, kỳ vọng và thế hệ trẻ. Tổng bí thư luôn khẳng định thanh thiếu niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là rường cột của quốc gia. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian gặp gỡ, trực tiếp động viên những tấm gương tiêu biểu trong thế hệ trẻ để truyền động lực và tình yêu thương. Sự gần gũi ân cần của Tổng bí thư khiến những người có may mắn, được gặp đều cảm thấy vô cùng xúc động. Báo VTV Online đưa tin, Ước mơ được chinh phục các kỳ thi quốc tế danh giá từ khi còn nhỏ của chàng trai Phạm Đức Anh đã thành hiện thực. Khi em đã giành được huy chương vàng thứ hai tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2018. Năm đó Đức Anh 18 tuổi, cậu bé 18 tuổi lúc đó không dám mơ lại vào được phủ chủ tịch gặp và báo cáo thành tích với bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phạm Đức Anh, sinh viên trường đại học y Hà Nội cho biết. Đức Anh là một trong số các học sinh sinh viên tiêu biểu xuất sắc năm học 2017-2018 được gặp mặt Tổng Bí Thư. Em cũng vinh dự được đại diện các đại biểu báo cáo thành tích và chia sẻ hoài bão tuổi trẻ với Tổng Bí Thư. Đức Anh nhớ lại, khoảnh khắc được Tổng Bí Thư trao cái bát tay rất ấm áp, bác nhấn mạnh hiện tại là nguyên khí quốc gia. Em được nghe bác nói một câu, câu nói bất hủ mà em nhớ từng chữ, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Câu nói khơi dậy lòng tự hào khát khao trong chúng em. Dù nhận được nhiều cơ hội đi du học, nhưng chàng trai này kiên định với quyết định của mình. Đức Anh đang ôn tập để thi bác sĩ nội trú sau 6 năm học tập ở trường Đại học Y Hà Nội. 20 tuổi, tim đang dạo dạt máu. 20 tuổi, hồn quay trong gió bão, gân đang săn và thớ thịt, căng da. Đời mạng nồng, hứa hẹn biết bao hoa. Những câu thơ của Tố Hữu được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc trong bài phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu tham dự. Trong số đó có em Nguyễn An Huy. Huy cũng đã vinh dự đại diện cho tầng lớp thiếu nhi phát biểu trước Tổng Bí thư và Đại hội. Em Nguyễn An Huy, trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội chia sẻ Cá nhân em biết bác từng là sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp, nay là Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Em cũng thích học văn và đã đi thi đạt giải thưởng. Bác đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là lời gửi gắm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thế hệ trẻ Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. you <laughs>